đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm Phó trưởng đoàn chuyên trách Nguyễn Duy Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường và Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an Trần Đình Chung đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Cẩm Lệ chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, qua nghe báo cáo nội dung dự kiến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố vì giải quyết các kiến nghị của cử tri, các ý kiến của cử tri quận Cẩm Lệ bày tỏ đồng tình với các nội dung kỳ họp và kiến nghị nhiều vấn đề lớn cần giải quyết, trong đó đề nghị tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, trong đó phải tăng cường giám sát việc kê khai tài sản. Kê khai tài sản cũng vậy, chỉ khi ra tòa thì mới thấy là cán bộ có tài sản rất là khủng khiếp. Cái việc chúng ta đánh giá cán bộ như thế nào qua cái bỏ phiếu tín nhiệm cũng như là kê khai tài sản, tại sao họ không kê khai mà cũng không ai biết, và biết thì đã rất là muộn màng, lúc ấy chỉ có xử lý hậu quả. Cử tri cũng đề nghị công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ cần chặt chẽ, minh bạch, đảm bảo chọn được người đủ đức, đủ tài. Quốc hội cần tăng cường giám sát, thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là cần đảm bảo bình ổn thị trường như giá vàng, bất động sản. Việc thực hiện các quy định về đấu thầu cũng cần rà soát lại, tránh để tiêu cực như thời gian vừa qua. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị xem xét vấn đề thay đổi sách giáo khoa. Cô là vấn đề sách giáo khoa thì cũng học xem là thế nào, không thể để năm đầu tức là gây khó khăn rất nhiều cho người dân. Cử tri quận Cẩm Lệ cũng kiến nghị Quốc hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động lập pháp trên các lĩnh vực, đảm bảo thuốc, vật tư y tế trong hoạt động khám chữa bệnh, về lộ trình tăng lương hưu, về quản lý và giải pháp xử lý tình trạng sim rác.